Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Asset Modifier, tức là điều khiển truy xuất. Điều khiển truy xuất dùng để gán quyền truy xuất cho các thuộc tính hay là các phương thức. Tức là có cho phép một thuộc tính hay một hàm của một lớp có thể được truy xuất bởi một hàm hay một lớp khác hay không. Ta có những cái từ khóa để quyết định quyền truy xuất như sau: public, tức là công cộng, không giới hạn. Một hàm hay là một thuộc tính của một lớp được khai báo là public thì nó sẽ có thể được truy xuất bởi bất kỳ cái hàm nào của bất kỳ cái lớp nào. Còn nếu ta dùng từ khóa là private, tức là riêng tư, thì một cái thuộc tính hay một cái hàm được khai báo là riêng tư thì chỉ có thể được truy xuất trong nội bộ của lớp đó mà thôi. Còn nếu ta khai báo là protected, tức là được bảo vệ, một cái biến hay một cái hàm được khai báo là protected, tức là chỉ được truy xuất bởi nội bộ trong lớp đó, tức là nó giống như là private vậy đó. Và thêm nữa là nó có thể được truy xuất bởi những cái lớp kế thừa từ lớp đó, những cái lớp con kế thừa từ lớp đó. Thì khi ta khai báo một cái thuộc tính hay là một cái phương thức thì mặc định nó là private. Bây giờ ta sẽ thử viết chương trình để minh họa cho cái việc quyền truy xuất. Giả sử ta xây dựng một cái lớp. Lớp thì gọi tên là tàu. Ở đây có một cái tên là public in nhiên liệu. Đây ta có một cái hàm, ví dụ như là nhiên liệu bằng 10. Ta gọi hàm chạy thì nhiên liệu sẽ được ghép bằng 10. Sau đó bây giờ ta thử xây dựng một cái lớp khác tên là tàu chiến, kế thừa từ lớp tàu ra. Trong đây ta thử lấy cái nhiên liệu của được hay không. Ví dụ như ta đây ta cũng có một cái hàm tên là chạy luôn. Nhiên liệu thì nó sẽ nhiều hơn. Rồi bây giờ thử tạo ra một cái đối tượng. Rồi ta thử tạo ra một cái tàu B new, xin lỗi, tàu chuyển B bằng new tàu chuyển như thế này. Sau ta thử xuất ra B chấm nhiên liệu, thử chạy chương trình. Ta thấy là nó ra là 0, 0. Bây giờ ta thử gọi hàm a chấm chạy, rồi sau đó ta gọi b chấm chạy. Bây giờ ta thử coi cái hàm chạy nó chạy như thế nào. Ta thấy là nó cái là 10, cái là 20. Ở đây ta gọi a chấm chạy thì nó sẽ chạy cái hàm chạy này. Hàm này là truy xuất cái biến nhiên liệu. Ở đây là public, giờ đó ta truy xuất thoải mái. Qua đến cái hàm tàu chiến, cái lớp tàu chiến ta gọi là b chấm chạy. Thì bây giờ ta thấy là khi mà nó chạy như thế này thì nó truy xuất đến nhiên liệu của cái thằng lớp mà nó kế thừa xuống, tức là lớp tàu đó, nó gán là 20. Thì điều này vẫn được tại vì cái biến nhiên liệu được gán là public, do đó cái lớp này kế thừa xuống thì có thể là truy xuất được cái nhiên liệu. Và cái thằng main ta cũng có thể truy xuất được bằng cách là b chấm nhiên liệu.
À, bây giờ ta thử thay đổi cái này thành ra là cái protest. Protest, cái biến thành protest. Ta chạy thử chương trình. Ta thấy là nó báo lỗi. Lỗi thứ nhất là a chấm nhiên liệu không được, tại vì nó truy xuất trực tiếp vào cái nhiên liệu không được. Và bây giờ ta sẽ thử sửa cái này, ta cho nó lấy ra bằng cách là ta khai lại cái nhiên liệu này. Perfect. Nhiên liệu. Rồi. Đó là sửa này thành protest. Rồi. Thì ta xem thử coi a chấm nhiên liệu nó còn báo lỗi hay không. A chấm nhiên liệu sẽ lấy không được, thì ở đây ta sẽ lấy bằng cái tên thuộc tính của nó, a chấm nhiên liệu. Rồi bây giờ ta sẽ làm đến cái lỗi thứ nhì là b chấm nhiên liệu. Ta thấy rằng ở đây b chấm chạy gọi được, b chấm chạy gọi được là do gọi hàm chạy public chạy nhiên liệu bằng 20. Nhiên liệu bằng 20 mà đây là cái nhiên liệu kế thừa từ cái nhiên liệu trên đây, mà nhiên liệu đây là protest. Protest thì cái hàm tàu chiến là hàm kế thừa từ lớp tàu, nó có thể truy xuất được. Do đó là b chấm chạy thì nó không có báo lỗi. Nhưng mà đến đây b chấm nhiên liệu, b chấm chạy thì cái nhiên liệu đây nó thay đổi được. Còn b chấm nhiên liệu ở đây thì b chấm nhiên liệu kiểu này là đây là một cái lớp khác, một cái lớp này không có hề kế thừa từ lớp tàu, do đó b chấm nhiên liệu nó không thể nào truy xuất vô cái biến protest này được. Rồi bây giờ ta sẽ thử sửa lại cái này thành private luôn. Và ta dịch. Lúc này ta thấy nó lại quay lại hai lỗi. Lỗi thứ nhất là nhiên liệu bằng 20. Ở đây tàu chiến là một cái lớp kế thừa từ cái lớp tàu. Nhưng mà khi ta truy xuất nhiên liệu bằng 20 chỗ này, nhiên liệu này là một cái biến của tàu. Nhưng mà do ta để là private, do đó là kế thừa, cái lớp kế thừa từ nó cũng không thể nào lấy được cái biến của nó luôn. Nên do đó chỗ này b chấm chạy nó báo lỗi, là tại nhiên liệu nó lấy không được, nó không truy xuất qua được tới cái biến private của cái lớp mà nó kế thừa. Vậy rõ ràng ta thấy rằng nếu mà ta khai báo biến là public thì ta có thể lấy thoải mái, lấy bên trong cái hàm, lấy bên trong cái lớp, lấy bên trong cái lớp kế thừa từ nó, và thậm chí lấy từ lớp khác. Nếu mà ta khai báo là protest thì có thể lấy bên trong lớp đó, có thể lấy bên trong cái lớp kế thừa từ nó, nhưng không thể lấy từ lớp khác. Còn nếu ta khai báo ở đây là private, tức là riêng tư, thì duy nhất chỉ có thể bên trong lớp mới truy xuất được thôi, còn ngoài lớp cho dù kế thừa từ nó cũng không truy xuất được. Ta đã minh họa xong về cái ba cái public, private và protected.